về chọn đúng cái xe Thanh Hà ở Mỹ Đình về cho em là được cái gì? Vâng, má về đâu nhỉ? Hả? Má về đâu nhỉ? Nay là Ôi, nào? xe ô tô về đâu nhỉ? Ở Mỹ Đình. À, mới thì nhưng mà nó về ở Thanh Hóa mà. À em là về Hoàng Hóa. Hoàng Hóa, Thanh Hóa mà. À rồi rồi, mai đơn của em anh nhầm với đơn ở Hải Dương, có đâu anh gửi cho cái chỗ của em thì là số của em là Không lần tháng cuối cùng á, không lần tháng cuối cùng ấy. 0832372058. Và đúng rồi, chính xác. Ờ cứ thế thôi, mai anh Và gửi cho. để bây giờ là về 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 để bây giờ sắp xếp công việc. Chắc chắn Dạ, rồi, chắc chắn là mai anh gửi nhá. Em tên cảm là ơn gì? nhá. Em Và Thảo. Dạ. em là trọng 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 Thảo gì nhá. Và Mai Tổng Thảo. Rồi rồi rồi, ok. Và mà dáng dóc ngon lành nhá. Mai dán 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 cái Gái này. gái người tốt và dáng vóc cũng phải ngon tí. Trọng Thảo nhá, Và Trọng Thảo. Anh nhầm với cái link thông báo nhìn thoáng thoáng vội vội cho khách và hàng lúc nghe nào đi. anh giờ cái bạn thế em với nhá, thì anh em mình giao lưu nhá. Rồi Cái rồi ok, bảng cái này và anh mai anh gửi niêm phong niêm phép đầy đủ nào, đầu xuân khai xuân nhá. và 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 ok, Để nhá. rồi chào anh nhá. Rồi rồi. Đấy, các bác thấy thì báo cáo với các bác này, em vẫn cứ phải bận rộn trong mấy ngày Tết và khách hàng vẫn cứ đặt từ hôm mùng 4 rồi, nhưng mà mai mùng 6 là em mới bắt đầu khai trương, em gửi đi. Thì báo cáo với các bác là bây giờ mỗi một đơn hàng gửi đi thì em có chia sẻ, em có chia sẻ một cái bản tờ giấy in A4 về cái chủ đề chim cú gáy này như này các bạn. Đấy, các bác có thể xem qua, và trong cái này thì nó duy nhất bố đang làm video, con bố đang nói con nói bé thôi. Thì để cho các bác nắm bắt được cái kỹ thuật cũng như cái chủ đề về con chim cú gáy này, và cũng tôi đã đăng tải trên cái trang web cũng như cái kênh trên Facebook và YouTube của tôi. Thứ nhất là kỹ thuật nuôi chim cu gáy là không hề đơn giản, đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững các kiến thức cơ bản mới trong để mà có được cái chú chim to và đẹp và dạng khỏe. Thì trên đây là những chia sẻ qua kinh nghiệm thực tế của chim cu gáy hay và được soạn thảo vào hôm mùng 4 Tết năm 2019 các bạn nhé. Thì ai có gọi đây thì tôi cũng phải chịu thôi, tôi sẽ nghe về sau. Thì chim cú gáy thì nó không chỉ là một loài chim đơn thuần, mà nó hiện nay nó còn được nuôi như một loại thú cưng trong nhiều gia đình, đặc biệt là những người cao tuổi, những người có cái phong cách tính cách quân tử đều là có đam mê chơi chim cu. Và chim cu gáy khiến chúng ta gợi nhớ về một cái miền quê yên bình. Chơi chim cu gáy là một thú chơi tao nhã, nó đã tồn tại từ ngàn xưa đến bây giờ rồi, mặc dù kỹ thuật nuôi chim cu gáy không hề đơn giản chút nào cả, từ khâu chọn giống đến việc chăm sóc và huấn luyện. Nếu bạn thực sự ưa thích loài chim này thì chỉ cần thể hiện cái tính kiên trì và chăm chỉ, đều đặn luyện tập cho ăn đúng giờ đúng khẩu phần, sẽ có được những chú chim hay như ý muốn. Và trên màn ảnh nhỏ ở đây thì có minh họa là cái giống chim mà chị Thao Chim Cú Gáy, kênh Chim Cú Gáy hay đã cung cấp ra. Nó là giống chim mã ngỗng phấn hồng. Đấy, mà cái màu của nó rất là sáng, cườm rất là dày, mắt đỏ, chân đỏ. Đấy, mà bộ quả rất là to. Âm giọng thì được tuyển chọn rất là ok. Thổ là thổ mà còi là còi. Nếu mà cái thứ hai là chúng ta lưu ý đến vấn đề chọn chim cu gáy giống. Để chim cu phát triển tốt, người chơi phải biết cách chọn giống và chăm sóc trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển. Bạn nên tìm được một ổ chim gáy non mà bố mẹ có nguồn gốc tuyển chọn tốt về bộ mã, âm giọng và cái gen di truyền. Chim thì muôn ở cái giai đoạn khoảng từ 10 đến
15 ngày tuổi. Thì ra thì bố đang làm video nói bé đuôi. 10 đến 15 ngày tuổi. Khi mà các bạn nhìn thấy nó còn búm búm lông măng như thế này, cái bàn tay tôi đang đỡ một đôi chim, và đây là đôi chim nó nhỉnh hơn một chút hoặc là có thể non hơn một chút nhé. 10 đến 15 ngày tuổi, còn lông măng, còn răng được, còn đang què dần hoặc là mọc lông ống sơ sơ thôi. Đấy. Xin giới thiệu thì các bạn có thể tin tưởng nhất là các bạn có thể liên kết đến cái vườn chim cu gáy như của đồng chí Thao, chính là tôi, tại cái địa chỉ chính xác là tại cổng trại đà điểu Thụy Phương, thuộc địa phận là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đến xã Vân Hòa các bạn hỏi thăm tại cổng, đúng cổng trại đà điểu thì là đã đến cái trang trại, vườn trại rồi nha các bạn nhé. Thì cái số thì là 033 5305982. Đấy. Trước kia 11 số thì là 0163 5305982, bây giờ thì 10 số là 033 5305982. Thì các bạn phải cẩn thận đảm bảo nguồn giống tốt, không có mầm bệnh, như mầm bệnh đậu, mầm bệnh viêm đường hô hấp, bệnh hen, rồi bệnh đi ỉa. Nhiều khi có những cái mầm bệnh mà chúng ta phải diệt ngay, tiêm phòng ngay. Đấy, một tí là phải phơi lồng, khử trùng lồng hoặc là phải phơi nắng, rất nhiều những cái mà chúng ta không nên để nó lây về những cái khu vực để chăn nuôi của ta. Cách chọn lồng thì tôi cũng không nói nhiều về cái này, nó theo ý thích. Tốt nhất là các bạn lên mỗi một con nuôi ở một lồng hình tròn như cái nồi cơm điện, đường kính khoảng 30 đến 50 cm mà cao khoảng 30, và đặc biệt là làm bằng mộc, nghĩa là bằng tre hoặc bằng gỗ, và cố gắng là dùng khay hướng phân, và cái từ cái điểm chân bậu cầu đến khay hướng phân thì cách nhau khoảng 5 cm đổ lên. Nếu mà sát quá cái mùi phân nó lồng lên làm cho con chim có thể bị đau mắt, bệnh đi ỉa hoặc lây lan cái nguồn phân đó. Đấy, thì có rất nhiều. Đấy. Chim thì chúng ta nên treo lồng ở những cái chỗ mà nó an toàn, không có chuột chó mèo và không có những cái khả năng bị tấn công. Đấy. Đấy, nếu mà chúng ta treo ở dây xà phơi thì chúng ta nên dùng lồng sắt bằng inox và lan mỏng để chuột không bò theo dây và xào để vào tấn công và cắn những chú chim của chúng ta. Đấy. Và đặc biệt lưu ý là nếu nhiệt độ dưới 15 độ C thì các bạn phải có áo lồng và thắt bóng điện hoặc là treo những chỗ để chim có thể chống rét được. Đấy. Về phần lồng này tôi không nói nhiều, không nói sâu. Nếu các bạn muốn nói sâu các bạn có thể vào Facebook Chim Cú Gáy Hay hoặc là vào YouTube Chim Cú Gáy Hay để xem những cái bài về cái này. Hoặc là chúng tôi có thể in cái văn bản như này gửi đến các bác cao tuổi cũng như các anh em. Nếu như anh em nào mà đã có kinh nghiệm dày dặn rồi thì chúng tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Và nếu như anh em nào mà đã biết phần nào hoặc chưa biết thì cũng có thể tham khảo. Đây là một cái tinh thần xây dựng, đóng góp chứ không có tinh thần là khoe khoang hay là khiêu khích gì cả. Mong các bạn cũng đừng nên có những cái lời bình luận khiếm nhã. Đấy. Tiếp tục là kỹ thuật nuôi chim cu gáy thì các bạn có thể như sau. Để có được một chú chim cu gáy hoàn hảo thì bạn nên nuôi nó từ lúc bé, lúc còn nhỏ. Đấy, chưa biết bay, còn nông tơ, còn nông răng nược, lông ống. Thì khi nuôi sớm như vậy thì chúng ta có cái tuổi thơ ấu của nó gắn liền với cái hơi tay, mồ hôi, cái mắt của nó được tiếp xúc và mọi vấn đề nó đã gần con người từ nhỏ. Đấy. Ngoài ra thì bắt giống về nuôi thì bạn có thể bắt chim cu rừng hoặc chim cu nuôi đẻ cũng được. Nhưng là cu rừng mà chúng ta bắt ở ổ ngoài rừng thì nó mang tính chất hoang dã. Chim đẻ chúng ta nắm bắt được cái nguồn gen, nguồn giống. Bạn nên cho chim ăn lúa, cám chuyên dụng cho chim cu. Ví dụ như cám của chim cu gáy hay. Hoặc là bổ sung thêm các hạt ngũ cốc. Bổ sung thôi nhé, nhưng không nên cho ăn thường xuyên. Đặc biệt là các bạn không cho ăn kê nhiều quá nữa để hỏng đường ruột. Các hạt các bạn có thể bổ sung như là có những cái hạt mà có vỏ, có còn vỏ vừng, đậu, đỗ, ngô, lạc, ngô, kê, rồi là hạt ké, hạt cỏ, rồi có khi nào cái mà của đất mối, rồi đất phân giun, rồi ấu trùng giun, rồi mai mực, khoáng chất vitamin ADE tổng hợp, hoặc là cái nhóm 12B, nghĩa là từ B1 đến 12. Hoặc là có thể là dùng dầu cá để làm cho chim lông mượt, mật ong, chim hăng gáy, trứng lòng đỏ, trứng gà, sấy, ăn năn với lúa.
Nhưng cái này mang tính chất bổ sung nhé. Đấy. Còn ngoài ra thực ra là cái lúa thì các bạn, nếu mà các bạn không có điều kiện, các bạn duy trì lúa, mấy lúa mấy ngô là gần như con chim đang sống, có những người đang sống. Thống kê đến bây giờ tôi, bản thân tôi thì là chưa đến 47 tuổi nhưng tôi đã biết là có con chim sống 47 năm, với hiện bây giờ vẫn còn đang sống, và gần như là nó mắt 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 cũng không được sáng, và cái không được tinh nhanh, và đặc biệt là cái tai không được minh mẫn. Nên nhiều khi là không, khi bảo nó gù là các bạn, ngoài cái việc các bạn ra lệnh mà âm thanh gù là các bạn phải đập đập vỗ vỗ vào cái chỗ nó bộ đấy, để cho nó biết là rung rung thì bắt đầu là nó gù. Đấy, con chim rất là tuổi thọ rất là cao, có thể tương đương với tuổi thọ con người, không phải đùa. Thì với điều kiện là các bạn phải nuôi nó đành đầy đủ khẩu phần đấy, nắng gió hạ thổ rồi ăn uống đầy đủ, và cho cần lưu ý là các bạn cho chim ăn đúng bữa đúng giờ, không để thức ăn ẩm mốc. Mỗi lần trước khi cho ăn nên có những cái hơi tay, mồ hôi tay, mồ hôi người, hoặc thậm chí có những người còn cho cả nước nước bọt vào trong thức ăn, và là nước uống có uống để cho nó có quen cái vị đó, quen cái hương vị đó, hương vị đặc trưng. Đấy, nhiều bà vợ là quen cái mùi đặc trưng mồ hôi của chồng hoặc là cái mùi thuốc nào. Khi cho ăn thì chúng ta lên vuốt ve, động chạm vào chân, vào người con chim ngày tối thiểu là 1 đến 2 lần thì chim sẽ rất nhanh thuần, và đặc biệt là lúc đấy là nó đang đói. Đấy, trước khi cho ăn các bạn nên tập luyện như thế và cho ăn đúng giờ. Khi mà các bạn luôn luôn nên nhớ là cái gì thì thôi, mình có cho chim cái tình cảm thì chim sẽ cho mình cái cảm giác thân thiện và cái niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Kỹ thuật nuôi chim cu gáy phải thực sự kiên nhẫn nhé, luyện tập thường xuyên. Ban đầu thì chim có thể sợ, có thể là nản, né tránh bạn. Sau thì sẽ quen và thay thành từng ngày, từng giờ, từng bữa nó quen, thỉnh thoảng nó sẽ có những lúc sung và nó sẽ gu lại các bạn. Đấy. Các bạn có thể thỉnh thoảng các bạn mang chim ra phơi nắng, đặt cái lồng ở ánh nắng dao động từ lúc 9 giờ đến lúc 10 giờ, nắng nhẹ nhẹ khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng. Đặt lồng tiếp xúc với mặt đất, thả vài hạt vừng kê ngô lúa ở mặt đất để cho nó ăn, và nó người ta gọi là chim cu đất bởi vì là nó ăn kiếm ăn và sinh hoạt nó trên mặt đất các bạn ạ. Cho nó ăn thêm một số những cái thứ gọi là để nó bổ sung thêm khoáng chất nhá. Đấy, ở mặt đất kể cả cái phân giun hoặc đất mà mỗi thứ là nó đều cần ăn để nó bổ sung các bạn ạ. Tăng được phần tiêu hóa, những sỏi quậy nó cũng phải ăn. Đấy, hoặc là những hạt lúa, cái vỏ lúa mà nó mang tính chất là ảnh hưởng đến cái độ khuân vón của con chim và tuổi thọ con chim rất cao, nên là lúa sạch đấy, phơi khô quạt sạch nằm nhẵn bóng là nó gần như là chim ăn mình gần như là trên 50% là nó đã đảm bảo rồi. Đấy, khi các bạn mang chim ra ngoài cho chim tiếp xúc với người lạ, các bạn phải để ý không để giật mình, không để hoảng loạn. Thì như có động vật khác có thể là đe dọa làm cho chim bị chột, không ngày hôm sau sẽ chậm gáy hơn, đúng không? Tuyệt đối là không cho chim dính chân vào phân của chúng nhé, nguyên nhân của bệnh đau mắt đấy, bệnh nhí ẩn, và đặc biệt là một số những trường hợp là các bạn phơi chim hạ thổ chim các bạn quên quên là có thể là chó mèo tấn công, hoặc nắng quá là chim có thể há hốc mồm và dẫn đến sọi cánh tử vong. Đấy, có nhiều bạn là cho thường xuyên không sao, nhưng mà lâu quá rồi hoặc là mới lấy về đã cho những ở chủ cũ, người ta không cho phơi nắng là nó cho ra nắng, nhưng quên từ lúc 11 giờ đến lúc 1 giờ chiều chắc chắn là chim sẽ tèo 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 và xin chia tay chú chim quý, đúng không ạ? Rất là đáng tiếc. Khi mà chim cu gáy cứng cáp rồi sung nửa hơn thì bạn lên nó làm quen dần với những cái thế giới bên ngoài, tốt nhất là treo lồng ở nơi có nhiều người ra vào, chỗ uống nước bàn trà đúng không, chỗ lối cửa ra vào hoặc là chỗ cái hiên đấy, mà đặc biệt là các bạn nên treo ở những chỗ mà đằng lưng của nó có một tấm tre hoặc là một bức tường, để khi hoảng loạn nó không nhìn đằng sau, nó không có cái độ 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 thoáng, độ trống tránh thì nó sẽ không hoảng loạn. Đấy. Đấy. Chim buổi đêm nó cũng rất là kém, nó có thể không nhìn thấy mà nó sẽ tiếng động hoặc tiếng cái gì nó sẽ hoảng loạn, mà đêm thì hoảng loạn. Các bạn nên tập cho chim ở những cái chỗ ánh sáng lờ mờ, hoặc nếu như về đêm thì không có cái sự gì ảnh hưởng đe dọa nó. Đấy. Tiếp theo thì các bạn nên nên nên, nên cho chim tắm nắng nhá. Đấy.
Khi di chuyển chim thì các bạn nên nhớ là câu chim có thể là nhịn ăn 48 tiếng, tức là 2 ngày, 2 đêm. Nhưng mà nhịn uống thì các bạn chỉ cho nhịn khoảng 1 ngày, 1 đêm thôi, 24 tiếng nhé. Thì bán với cái kênh Chim Phụ Ngày Anh, chúng tôi đã có được cái ekip, có văn phòng, có cơ sở, có nhà xe. Chúng tôi luôn luôn có những người chăm sóc. Khi mà chim đang ở trên ô tô, trên máy bay thì sẽ có người cho ăn, cho uống đàng hoàng. Và về đến văn phòng ở bến xe miền Đông, chứ là chỗ nhà xe anh khuyên, kể cả các bạn chỉ bận 1 2 ngày các bạn không ra lấy được, vẫn có người nuôi chim cho chúng tôi. Đấy. Thì cái kênh Chim Quay Hay này đã thiết lập rất lâu rồi, các bạn yên tâm là con chim, cái tỷ lệ để mà đổi đã đổi chắc chim không có, bởi vì chúng tôi đã ghim sắt và chúng tôi đã niêm phong cửa lồng chim và lồng của chúng tôi bằng sắt. Để nếu như các bạn nhận chim có những dấu hiệu không thường, các bạn có thể khiếu lại ngay với chúng tôi, đề xuất ngay với chúng tôi. Và đặc biệt là chim thì khi các bạn nhận nó không phải là xọa sợi yếu ớt, nó như là các bạn đang nuôi ở trên một ngôi nhà di động, hoặc là có những người làm việc cho tôi là những người thay mặt tôi có trách nhiệm với uy tín của chúng tôi, các bạn yên tâm như vậy nhé. Một cái chủ đề tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ cái video này hơn nữa đó là một số cách phòng và chữa bệnh, một số bệnh mà cách phòng chữa dấu hiệu nguyên nhân ở cái loài chim cu gáy. Thứ nhất là bệnh đau mắt. Dấu hiệu là chim chảy nước mắt hay rụi vào hai bên bả cánh, và nguyên nhân là kém vệ sinh chuồng, hoặc là do nó lây qua nhau, hay là do cái phân của những cái lồng trước, hoặc là bị vào cái lúc giao mùa, thời tiết ẩm ướt ẩm thấp, nói chung là mất vệ sinh, nói chung là bị lây lan qua dịch, hoặc là cái đề kháng của chim nó kém quá, nó cũng có thể là còn chim thì ít phơi nắng, có thể là có những cái mầm bệnh từ những cái trại gà lân cận, từ những cái nhà nuôi chim lân cận, nó có thể là qua đường không khí nó sẽ lây sang. Và nếu như các bạn phơi nắng thì cái khuẩn nó sẽ chết, hoặc là các bạn không phơi nắng hoặc là để những chỗ ẩm thấp của nó lây lan, thì nó cái điều đó không thể biết trước được. Nhưng cái dấu hiệu của nó là chảy nước mắt và chim chậm gáy, nói chung là nó nờ đờ gầy dần và nó rụi nước mắt, chảy nước mắt hai cái bả cánh ở chỗ cái bả vai, nó mắt mõm đầu nó cứ quay ra phòng bên, nó rụi rụi và nó ướt cái bả cánh nó. Về cách chữa thì trong dân gian này một số các bác có thể là dùng ớt. Ớt thì các bạn có thể nhét thẳng một quả ớt gió vào mồm nó để nó ăn. Ớt, trong ớt nó có kháng sinh các bạn nhé, và trong ớt nó có những cái vị cay và cái được cái khuẩn để làm đau mắt, nó rất là triệt. Hoặc là hòa với nước muối nhạt vệ sinh cái vùng bị đau mắt đó, hoặc là bôi vào cái bả cánh đó. Đấy, cái nước muối nhạt thôi, hoặc là giờ các bạn dùng cái quả mướp đắng, ở đây chúng tôi gọi là quả khổ khổ qua đấy, thì các bạn giã bắt lấy cái nước của nó, và các bạn thay nước muối các bạn bôi trà vào vào vùng mắt, vùng lông của con chim dính đó. Còn nếu mà các bạn kết hợp thú y thì các bạn có thể dùng thuốc đau mắt của người, cái nọ thuốc mỡ tetamicin, hoặc là các bạn dùng thuốc đau mắt ngoại, cái loại 20 đến 30 nghìn một lọ nhỏ đấy, có biểu tượng con mắt và cái mũi đấy, các bạn có thể là nhỏ bôi đấy, nhỏ thẳng vào cái khóe mắt, khoang miệng, không sao cả. Nếu như mà trường hợp mà nó bị mãn tính, các bạn không chữa được ấy, thì các bạn chắc chắn là các bạn phải gửi cho tôi, thì tôi phải dùng cái phương pháp là tôi tiêm các bạn nhé. Và cái phác đồ tôi đã kiểm chứng rồi, có những bạn đã mang chim đến và những người thân tôi đã cứ chữa giúp rất nhiều người rồi, là tôi tiêm khỏi khỏi triệt để, không để nó khó bị mãn tính, bị kinh niên về một thời gian là bị lại khó. Mà lưu ý là cái bệnh đau mắt này, nó các bạn nên nhớ cái lồng của nó, cái bệnh đi ở đau mắt là các bạn phải khử trùng cái lồng nó, có thể hơ nửa phơi nắng, hoặc có thể là phun khử trùng vào cái khu vực mình treo, hoặc là khu vực lồng bản thân cái lồng nhé các bạn nhé. Đấy là những cái rất xích là lưu ý. Cái bệnh đau mắt này trông nó rất đơn giản, nhưng mà nhiều bạn cứ từ từ nhìn con chim ra đi rất là đáng tiếc đúng không ạ? Cái bệnh tiếp theo tôi xin chia sẻ ở đây, chim cu gáy hay trên với cái số điện thoại là 033 530 982 xin chia sẻ, đó là bệnh đi ỉa. Triệu chứng chim của cái bệnh đi ỉa là chim chậm chạp, ủ rũ, kém ăn, không muốn gáy, phân loãng nhớt, không đóng thành khuôn. Và nguyên nhân là do là có thể là do rét, thời tiết vào mùa đông, đói rét, do di chuyển quãng đường dài, thay đổi chủ, chim bỏ bữa, nhịn lâu ngày, quá hơn một ngày, thì do cái dịch lây nhiễm từ các nguồn thức ăn mốc ẩm, hoặc là ngây nan của những con đã bị bệnh rồi, hoặc là do gần những cái trại gà cũng như bệnh đau mắt thôi. Thì
do quên do vệ sinh các máng uống kém rồi do những cái nguồn thức ăn không đúng, do uống cái nguồn nước lạ đúng không? Nên chúng ta chuyển từ ngoài Bắc vào đến thành phố Hồ Chí Minh và đến miền Tây chẳng hạn, và Phú Quốc thì nó là cái thổ dưỡng khác, cái nước nó khác, khí hậu khác, để chim nó thích nghi không kịp thì nó cũng sẽ đi ỉa. Nó nhịn khoảng hơn một ngày thì bao giờ phân nó thể hiện là đi ỉa, nhưng con chim nào khỏe mất hai hai ba ngày hôm sau thì nó sẽ hồi, tự nó hồi. Chính như vậy là nhiều khi khi các bạn nhận chim thường là chim nó hơi phân hơi xanh xanh, nhưng mà nó không không loãng, không nhớt là được. Nhưng loãng nhớt là nó là dịch, dịch đi ỉa rồi các bạn. Cách chữa đấy. Xin thưa với các bạn là nhanh nhất là các bạn vào mạng YouTube, Facebook, các bạn tìm kiếm cụm từ là tiêm cho chim cu gáy là khỏi đấy, trên cái kênh YouTube, và đặc biệt là kênh chim cu gáy hay các bạn nhé. Thì năm 2019 này thì tôi sẽ bán những cái liều thuốc được đóng gói gói anh em cẩn thận quy cách và pha sẵn vào cái xin anh, và các bạn cứ làm theo hướng dẫn từ cách uống, cách tiêm để được khẳng định là bệnh đau mắt, bệnh gì là bệnh hen sẽ khỏi các bạn nhé. Hoặc bạn có thể dùng thuốc chữa cho gà, hoặc có thể gọi điện cho chúng tôi thì là 033 5305 952, chúng tôi sẽ chỉ những cái tên thuốc nó thông thường như các bạn dùng Beblin đúng không? Beblin đấy, hoặc là các bạn dùng xịt Bisetol đúng không? Hoặc là các bạn dùng kháng sinh, hoặc là các bạn dùng những cái thuốc đặc trị đúng không? Liều lượng thì các bạn nên tham khảo thật kỹ nhé. Mình con chim nó chỉ khoảng 1,5 lạng đến 1,8 lạng đến 2 lạng một con chim thôi. Đấy. Đấy. Có thể là một nửa viên thôi. Đấy. Hòa tan vào vào nước uống, hoặc có thể là bẻ ra nhét vào miệng các bạn nhé. Nếu mà các bạn chịu khó bắt chim chữa thì bao giờ nhanh hơn là để nó tự uống, bởi vì khi con chim nó bị bệnh thì các bạn phải xác định là có hai cái vấn đề các bạn quan tâm. Thứ nhất là các bạn phải duy trì cái năng lượng, duy trì cái sức khỏe để cho con chim nó có thời gian để nó ngấm thuốc. Đấy là cái vấn đề này về năng lượng. Nhiều bạn là chim chưa kịp ngấm cái thuốc đặc trị đã là chết rồi, bởi vì là do là nó bị lả, nó đói lả nó chết trước, chứ không phải là nó bị bệnh nó chết các bạn nhé. Bởi vì những con bệnh là những con nó không muốn ăn, người mình bệnh còn phải nấu với nhau bát cháo đúng không các bạn? Nhưng các bạn tôi chia sẻ nhấn mạnh ở đây là các bạn nên khi các bạn chim bị bệnh, đầu tiên các bạn phải duy trì cái năng lượng. Có thể là các bạn một vài hạt ngô tròn tròn các bạn để nhét, cầm tay bắt nhét vào miệng ngày 2 lần, mỗi lần 5 hạt, 10 hạt ngô nó có thể sống đủ năng lượng sống một ngày, và đến ngày hôm sau bắt đầu nó mới ngấm được cái thuốc mà các bạn tiêm, các bạn uống thuốc đặc trị đó thì nó mới khỏi được các bạn. Tôi nhớ có một câu chuyện, có một anh là do xem bóng đá đi móc chim lên để bẫy và ngủ quên, thì cái đàn kiến ở trên cái ngọn cây đó, trên cái cây đó nó định khênh cái con chim mồi của anh ta, và khi anh phát hiện thì đàn chim nó đã bẫu kín con chim rồi, và nó đốt vào chân vào mắt các thứ. Thì anh ấy có tham khảo mấy chuyên gia trong miền Nam, nhưng sau đó là anh có gọi điện cho tôi và tôi cắt cho anh ấy một bài thuốc qua điện thoại, và anh ấy làm theo, anh ấy tả từng ngày từng giờ từng khoảnh khắc, và sau một thời gian mấy ngày thì anh ấy có gọi điện cảm ơn tôi là con chim đã hoàn toàn khỏi, một con chim mồi rất hay các bạn ạ. Thì đó là một cái kỷ niệm trong quá trình chim cu gáy hay đã tiếp xúc đấy, và các bạn nên nhớ là cái bài thuốc khi tiếp nhận một cái dấu hiệu lời tả như vậy thì tôi đã xác định là cái việc đầu tiên tôi phải làm là gì, cái lọc độc của con kiến hoặc con ong nó đốt vào con chim của chúng ta là nó là đã có những cái độc rồi. Nên ra là các bạn phải biết là độc thì các bạn phải giải độc đúng không ạ? Và khi mà bị độc thì cái phần da phần bị đấy nó bị sưng phù lề, và các bạn phải dùng những cái gì, cái có thể là mỡ chanh hoặc là thuốc mỡ các bạn bôi để nó dịu mát, để cho con chim nó cảm thấy khỏi. Khi kiểu các bạn bị bỏng, các bạn không được bôi thuốc đúng bỏng, các bạn thấy rất là khó chịu đúng không ạ? Còn các bạn dùng có thể là các bạn không phải đợi chờ con chim nó uống được thuốc nữa, đợi chờ con chim nó ăn được cái gì đã, đi ra để muốn làm video, mà các bạn phải gì, các bạn phải cho nó uống thuốc bổ, các bạn phải nhét vào mồm nó để nó có năng lượng để nó hấp thụ, và nó thời gian nó sẽ phục hồi dần dần đúng không? Và các bạn dùng những cái thuốc đặc trị, nếu như gặp vấn đề về bệnh hen nó phải có thuốc đặc trị hen, bệnh đi ỉa thì nó là nhiễm khuẩn đường ruột đúng không, và gì bệnh đau mắt thì nó phải là những cái thuốc về đau mắt, hoặc là bệnh về những bệnh viêm nọ viêm kia, bệnh chấn thương nó hay bệnh nọ kia, thì các bạn phải nói rõ, kể rõ những cái
những cái ban đầu là do đâu mà nó bị như thế thì chúng tôi mới biết, chúng tôi mới cắt thuốc đó. Thì có thể là các bạn tả thuốc thú y thì các bạn hình dung được con chim của nó là họ họ như là họ là gà thôi, thì các bạn chữa như con gà đấy là theo một cái quán tính là các bạn không biết đến đâu đấy. Để tiếp theo theo chú gáy sẽ chia sẻ về cái bệnh hen, là đây là cũng không được sâu lắm nhưng mà thôi cũng đã nói ra thì đã nói ra đầy đủ. Bệnh hen thì hay còn gọi là cái bệnh viêm đường hô hấp cấp trên các bạn nhé. Thì cái triệu chứng và dấu hiệu theo như mình miêu tả thì chim nó sẽ đầu tiên nó sẽ có sẽ là kém ăn, ít gáy và há mồm, thỉnh thoảng nó ngoác và nó thở phập phồng ở cái cổ họng, ở cái phần hầu rìa của nó về đêm nhé. Và nếu như các bạn tinh ý, các bạn bắt con chim đó ra, hoặc các bạn đuổi đuổi con chim nó nhảy nhảy một tí, nó các bạn bắt cầm bả cánh này, các bạn dí vào cái mang tai của các bạn, thì một con chim bình thường không bị hen nó thở rất là nhẹ nhàng. Có thể là lúc các bạn bắt nó cũng hơi thở gấp, nhưng mà cái việc con chim hen nó thở khác các bạn ạ. Vì các bạn, cơ chế của con chim hen là sao, là những cái ống đường dẫn ống thở vào đường hô hấp của nó đã bị hẹp lại, nó bị sưng lên, nó không bình thường như kiểu mình bị mất giọng các bạn ạ. Cái âm cái giọng của mình là nó khác, cái tiếng thở của mình nó cũng khác. Con chim hen là nó thở rất là khó chịu, các bạn nghe các bạn đã thấy, nghe đã phát hiện ngay rồi. Kinh nghiệm là các bạn nên bắt ra, các bạn dí vào mang tai các bạn nghe nhé. Thì cái bệnh hen này rất nguy hiểm, nó sẽ không chết ngay đâu, nó sẽ chết sau vòng 3 4 tháng nhá. 2 đến 4 tháng nhé các bạn nhé. Tiếng gáy là có thể là không rõ ràng, bị lạc giọng, bị mất giọng, nó không nguyên nhân là cái này, là nguyên nhân là có thể là do cái thời tiết nó lạnh quá, hoặc là do cái nguồn virus nó lây từ hàng gia cầm, do những cái đàn chim khác đúng không, hoặc là do nó âm ủ lâu rồi, nó ghép bệnh nhiều bệnh rồi đấy. Và đặc biệt là có thể là do ăn phải những cái lúa mà người ta mua ở đại lý, mà có thể là những cái lúa nó ủ cái thuốc chống nấm mốc đúng không ạ, hoặc là do cái lúa nó bị ngập úng, hoặc là do những ở cái vùng chiêm trũng ngập úng thì các bạn biết rồi, những cái mà bụi nó bám vào những hạt lúa, trên những hạt lúa các bạn nên nhớ là nó có những cái lớp giáp, nó như là một cái lớp 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 rất là giáp đúng không. Các bạn cầm hạt lúa các bạn mài vào da, các bạn biết thì các bạn cảm nhận thấy là nó rất là khó chịu, huống chi là con chim nó phải ăn, nó phải nuốt theo cái đường đường tiêu hóa của nó. Thì cái lớp giáp đó nó bắt bụi rất tốt, và cái bụi đấy được vào trong cái hệ rìều của con chim, và con chim nó sẽ bị, đầu tiên nó sẽ bị lấm mốc, lấm rìều, cái bệnh lấm rìều mà quá trình lấm rìều lâu ngày nó sẽ liên liên đến cái bệnh viêm đường hô hấp và bệnh hen đấy. Thì đó là có thể là những hạt lúa mà người ta bây giờ người ta các bạn đi ngoài đường thấy người ta phơi ở những cái rễ đường nhựa, ở những cái sân có rất nhiều bụi các bạn ạ. Người ta trồng lúa nhưng người ta không ăn lúa đấy, người ta bán cho người Thái lái buôn đấy. Thì vô hình dung các bạn không đong được lúa quê các bạn cho chim ăn, mà các bạn nếu như người nào yêu chim thì các bạn phải đãi nó, phải quạt sạch, phải đãi vò lúa, khi mà lúa bụi nó gặp nước nó sẽ rơi ra, và hạt lúa chúng ta cho vào bàn tay chúng ta xoa, chúng ta sàng sảy đấy, hoặc là chúng ta có thể cho vào cái một cái ống tay áo, ống tay quần, chúng ta cầm một cái gỗ mà chúng ta đập như kiểu chúng ta đập đá ấy. Đấy. Như là hai những cái hạt lúa nó được cọ sát vào những cái chày và những cái hạt chăm nhau thì hạt lúa nó sẽ được nhẵn nhụi đi, và những cái phần bụi nó sẽ rơi ra, và các bạn rửa lại, các bạn phơi khô quạt sạch, và các bạn cho đi sấy đấy. Thì cái điều đấy là nếu như bạn nuôi một hai con, tôi nghĩ là các bạn đong với một yến, và các bạn làm tốt cái việc đấy trong vòng 2 ngày, 1 ngày 2 ngày các bạn để vào cái chum đấy, lúa mà các bạn để khô ráo để vào chum, để gác bếp hay để đâu các bạn cho ăn là tuyệt vời đúng không ạ. Đấy, thậm chí các bạn có thể là ngâm 24 tứ tiếng đấy, một ngày một đêm nhé, ngâm đi cho nó cái lượng canxi ở trong hạt lúa nó tăng lên, và các bạn lại quay ra sấy phơi khô đi, bạn cho chim ăn rất là tốt, tuổi thọ con chim rất là cao và mầm bệnh là ít đấy nhá. Chia sẻ luôn qua cái bệnh hen này là nguyên nhân từ hạt lúa, các bạn cũng cần, tôi sẽ chia sẻ một chút. Thế mà nếu như các bạn đã dính như thế mà các bạn phòng tốt, các bạn điều trị tốt thì nó sẽ qua, và nguồn thức ăn các bạn cải thiện đi thì nó sẽ qua thôi. Đấy. À, nó bị tổn thương ở cái đường đường thở của nó mà. Đấy, sau 3 đến 5 tháng nó sẽ gầy, đề kháng kém và nó sẽ chết đi. Nó rất là tiếc đúng không ạ? Đấy, và thậm chí là nó từ cái việc đó nó có thể là cái bệnh hen là cái đường thanh quản, rồi nó thở không được là do cái màng dịch phổi nó được tràn ra và nó tạo thành cái lớp nhầy bẩn mà nó sẽ làm nên con chim nó bị đỏ mắt, chảy nước mắt nhầy nhầy, nó bị sưng phù lề ở một bên, có thể sưng ở mép, sưng ở cái hàm trong, hàm trên trong, phía trong, hầu phía dưới, hoặc là ở cái
gồ mắt. Đấy, các bạn cứ để ý những cái dấu hiệu như thế là phần lớn là ở cái đường hô hấp, bệnh hô hấp nó là có hệ gọi là biến chứng. Đấy. Thì ở đây thì cái bệnh hen thì tôi theo như tôi thống kê là nó gần như là chiếm đến 80% là các bạn ít chữa được, và là 80% 70-80% là các bạn để con chim nó sẽ bị chết. Đấy, rất là tiếc đúng không ạ? Thực ra là cái bệnh gì ở các bạn đa phần các bạn có thể chữa được bệnh đau mắt, thì bệnh hen là các bạn rất là khó chữa. Thì cốt nhất là bệnh hen là các bạn lên chụp ảnh quay video, hoặc các bạn có thể là nếu như các bạn ở khu vực miền Bắc, hoặc là nếu các bạn có những con chim thực sự quý thì các bạn nên gửi cho tôi sẽ chữa. Đấy. Để chữa thì tôi sẽ chữa bằng cả một cái tấm lòng của một người yêu chim, và một cái kênh tôi đã đăng tải như này tôi sẽ chữa. Và tôi khẳng định các bạn là nếu như tôi nhận con chim mà còn không đến được cái giai đoạn cuối, mà nó không quệt quệ quá mà tôi có thể là can thiệp được, thì tôi khẳng định là đến 99% là tôi chữa khỏi. Đấy. Thực tế là các bạn biết là những cái kim tiêm, một tay trái tôi cầm một con chim, tay phải tôi tiêm con chim, một năm tôi tiêm đến hàng vài nghìn cái mũi tiêm như vậy đúng không? Và mỗi một con có thể tôi tiêm trong vòng tuần nó mới khỏi, chứ không phải là các bạn tiêm phát ăn ngay. Nếu như các bạn không biết thuốc, các bạn tiêm những cái nhiều thuốc nặng thì có thể là buông con chim ra, và sau một ngày con chim tự nhiên nó chết bởi vì nó không thể chống được cái liều lượng thuốc như vậy. Đấy. Thế các bạn, cái này là tôi nó cũng không thể chia sẻ sâu được, một phần là nó cũng không tiện nói ở trong đây, hai phần cũng nó cũng là một cái sự đúc rút kinh nghiệm rất lâu rồi. Đấy. Tôi cũng sẽ cố gắng chia sẻ một cách ở một video nào đó nó cụ thể hơn về cái bệnh hen này, và cách uống, cách tiêm như làm sao. Đấy, nhưng mà tôi khẳng định là tôi chữa là khỏi. Đấy. Thì ở đây là các bạn có thể liên hệ đến cái số 033 5305 982. Đấy. Thì vừa rồi thì tôi cũng có chia sẻ ba bốn cái bệnh đau mắt đi ỉa, bệnh hen đúng không? Ngoài ra thì có rất nhiều những bệnh, nhưng mà có những các bạn do các bạn để nó ngoái, nó hoảng loạn sợ sệt, nó nhảy, nó bị tư thế nó bay, nó bậu chân, nó bị lệch gãy chân, gãy các bạn nẹp bằng tăm hay là buộc dây dù hay như thế nào, cho ăn gì, hoặc là bị ngoái cổ, ngoáy cổ, hoặc là do nó bị tụt móng hay là tổn thương cánh chân hay là các khớp xương khớp như thế nào, rất nhiều những cái tình huống tai nạn đúng không ạ? Thì các bạn nên có thể là một số, nếu mà các bạn cho ăn những cái lượng thức ăn nó chỉ một loại mà lâu ngày thì có thể là dẫn đến cái bệnh liệt, bệnh thiếu chất. Đấy. Nhưng rất là nhiều bệnh mình cũng không thể là nói nó cụ thể quá được, thì mình nói một vài những bệnh điển hình thôi. Được chia những cái bệnh đó thì được chia sẻ trên kênh YouTube là Chim Cú Gáy Hay. Các bạn cứ vào YouTube các bạn gõ tìm kiếm Chim Cú Gáy và thấy nổi một cái avatar số điện thoại là 033 530 982 thì các bạn có thể thấy được cái sự chia sẻ của tôi như nào, có thể lên đến hàng vài trăm bài rồi đúng không? Ngoài cái việc đăng tải để bán những chú chim giống, bán những cặp chim sinh sản, bán những cặp chim Pháp, chim Nhật, chim Thái, chim vú nuôi, bán những cặp chim vú nuôi rồi, rồi lại bán cho các bạn những cái cặp trứng. Đấy, các bạn dùng những cái vú nuôi mua được của tôi, các bạn lại cho nó ấp. Đấy, tôi bán cho các bác những cái cặp chim mà không bao giờ đẻ nhưng nó lúc nào cũng biết ấp và nuôi con, nó là rất quý. Có những bác ấy, gần như là cứ nuôi xong các bạn lại bảo cho cao đôi cho con được 5 ngày 7 ngày mang chuyển về đấy. Rồi trước khi chuyển tôi bơm cho nó no, các bạn về các bạn lại thả vào cái đôi chim bố mẹ kia, nó lại bón, nó lại nuôi. Các bạn thỉnh thoảng ra ngó nghiêng sờ soạn nó rất là thuần. Thì có một các bác ở cầu Như Nguyệt, các bác ấy gần như là sấy những cái cặp chim vú nuôi quá là tuyệt vời, không mang thai nghén mà vẫn nuôi con. Đấy, các bạn ạ, chim gáy nó rất nhiều những cái kỷ niệm, rất nhiều những kỷ niệm khách hàng. Đấy. Và cũng có rất nhiều người rất tốt, họ đã gửi quà lên cho gia đình chúng tôi, và thậm chí họ là còn bỏ cả cái tiền ngoài cái việc giá trị quà, các bạn bỏ tiền cả tiền xe ôm ra để gửi quà lên cho chúng tôi, những cái chai mật ong rồi những cái gói kẹo cho con cháu rất là tốt các bạn ạ. Đấy, thì ở đây thì các bạn cố gắng là không 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 để chim ở bóng đêm và chống rét cho chim, và lưu ý là không để các động vật khác đe dọa làm chim hoảng loạn, có thể là làm cho chim hoảng loạn bị sợ, bị chột không gáy, hoặc là bản thân những con chim khác nó có thể là dọa gáy, nó đẻ nhau, nó át nhau. Đấy, bị rơi lồng, hoặc là tất cả những cái bài cụ thể hơn sẽ được chia sẻ ở trên kênh Chim Cú Gáy Hay. Và đây chính là cái avatar của kênh Chim Cú Gáy Hay, và không bao giờ thay đổi các bạn nhé. Kênh chia sẻ cộng đồng Chim Cú Gáy Hay, hãy đăng ký like. Và đây là cái biểu tượng của Ba Vì các bạn ạ, một cái lương chè và một cái thiếu nữ được cầm cái nón trong cái buổi
đi hái chè, và hai bên đây là những cảnh núi núi Ba Vì, và đây là cái con chim mà mình nuôi thả rông, mình có thể là sờ bắt nó bất kỳ lúc nào ở cả cái cây sấu ở gần nhà mình. Đó là con chim mà mình rất quý nó, mình cũng nuôi bón nó từ nhỏ. Mình nuôi nó đúng 2 tháng mình bắt đầu mới cho nó tự mổ, còn lúc nào mình cũng cho nó uống dãi mà cho nó ăn và theo hiệu lệnh của mình các bạn nhé. Còn dưới này là những cái đường link để đi truy cập thẳng vào cái trang YouTube của mình, cũng như trang website chimcuay2.com, hoặc là trên cái trang Style Google cũng có cái trang chimcuay2 Ba Vì Hà Nội đấy, hoặc là Facebook chimcuay2. Zalo thì các bạn có thể search theo cái số 0163530592, hoặc là bây giờ đổi số thành 10 số là 0335305982. Trên cái trang web của tôi thì có rất nhiều cái thông tin, địa chỉ, số điện thoại và đặc biệt cả số tài khoản. Mình đang dùng cái tài khoản ngân hàng Công Thương, ngân hàng IDB. Đấy, chi nhánh là Ba Vì, Xuân Khanh. Còn chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Còn ngoài ra thì tài khoản ngân hàng nông nghiệp Agribank cũng là rất là thân thiện. Đấy, địa chỉ thì tôi cũng nói rồi. Đấy, thì phương châm thì chúng tôi sẽ là gì? Chơi cùng cái người đam mê, luôn luôn có cái thái độ là bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, mong là được giao lưu, được cho đi và nhận lại. Đấy. Và chính vì đó tôi có niêm phong kẹp chì, kẹp sắt, đóng cái con dấu trước khi chuyển chim, và tất cả những cái những người chuyển chim cho mình là một cái ekip khép kín, không có người ngoài, không có xe ôm vãng lai, không có gì cả. Các bạn yên tâm là những người xe ôm đấy là những người xe ôm chuyên chuyển chim cho mình, những nhà xe là những nhà xe chuyên đã là có hợp đồng, đã có cái giao ước, đã có làm ăn lâu năm uy tín với nhau rồi. Đấy. Nếu như không nhầm thì các nhà xe Bắc Nam, các nhà xe ở ngoài miền Bắc mà miền đã có những nhà xe gần như là đã quen, quá quen thuộc những cái hộp chim của Thao Chim Cô Gái, đã như những khách hàng đi hàng ngày, đi chợ hàng ngày với những nhà xe đó rồi. Khi các bạn các nhà xe đó nhìn thấy những hộp chim đó là đã biết là cái lưu lượng mình cung cấp chim để chuyển chim đi toàn quốc như thế nào. Cuối video thì hôm nay cái video này cũng khá là dài. Xin chia sẻ với các bạn như vậy, và mong các bạn là nghe, cảm ơn các bạn đã nghe thời gian lâu như vậy, và các bạn còn có thể share tham khảo tiếp ở những video tiếp theo của Chim Cú Gáy Hay. Đấy, thì các bạn có thể kết nối ngay đây, đây là cái kênh Chim Cú Gáy Hay của mình. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vừa chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, ân giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi đấy thì các bạn có thể vào chim cu gáy này, hoặc là Facebook thì các bạn có thể vào Facebook này. Đấy. Các bạn có thể vào cái Facebook này. Đấy, Facebook của mình đây. Các bạn nhìn rõ nhé. Đấy, cái Facebook này của mình nó có những cái avatar đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, lúc nào cũng nhiều nổi số này này các bạn nhé, Facebook nổi số này này. Và Facebook có cái số lượng bạn bè rất là nhiều nhé. Các bạn kiểm tra cái số lượng bạn bè của mình ở đây hiện giờ thì mình cũng sẽ loát lâu nhỉ. Các bạn nhé, bạn bè của mình bây giờ là đang là 4.980 thời điểm này, là ngày đầu năm 2019 các bạn nhé. Đấy, thì đây một số bạn kết bạn đây, dừng lại. Ok, mình cũng sẽ đồng ý kết bạn với những bạn đã có sự nhận diện quen thân thiện các bạn nhé. Thì ok, văn hình. Ok, thì đó là Facebook. Còn cái Zalo thì các bạn thấy là Zalo của mình đây. Zalo có cái avatar là một đôi chim non và ghi rõ là Zalo kênh chim của ấy hay các bạn nhé. Đấy, thì đó là những cái thông tin chính thống, chính 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 thống nhé. Cuối video thì mình xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã là những cái fan hâm mộ của chim cu gáy hay các bạn ạ. Đó, thì mình xin dừng video tại đây.